Xin chào tất cả nhà nhá, xin chào tất cả các bạn đang có mặt ở buổi offline ngày hôm nay nhá, cũng như các bạn đang xem online ở trên điện thoại nhá. Sau đây mình sẽ xin thể hiện ca khúc Nếu Em Được Lựa Chọn, xin tất cả mọi người cùng lắng nghe và thưởng thức nhé. Nếu bây giờ được lựa chọn một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được lựa chọn điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng trọn đời lại yêu anh mãi.
cảm ơn chị Duyên.